3 phút. Dạ thầy, bệnh nhân nam 42 tuổi nhập viện thứ hai, hôm nay là hậu phẫu ngày thứ nhất. Bệnh án trước mỗi lần cách đây 1 năm thì khám sức khỏe định kỳ ở khoa quay, phát hiện ra sỏi thứ 1 6 ly, không điều trị, chỉ theo dõi. Thì gần đây bệnh nhân đi khám lại định kỳ lại thì phát hiện sỏi thứ 1 10 ly và nhập viện 115 với chỉ định mổ. Thì chẩn đoán trước mổ là sỏi thứ 1, chẩn đoán sau mổ là sỏi cũng là sỏi thứ 1 luôn. Về thăm khám thì triệu chứng cơ năng là bệnh nhân chưa xì hơi được, chưa trung điện được, nước tiểu thì vàng nhạt. Thì sáng nay bác sĩ có chẩn chưa xì hơi được, chưa trung điện được là sao? À, nhưng là xì hơi khác trung điện hả? Rồi chưa trung điện nữa gì? Bác sĩ đã chỉ định ăn uống rồi mà bệnh nhân chưa ăn. Rồi, nước tiểu thì vàng nhạt. Về thăm khám thì tổng trạng là bệnh nhân vẫn tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn, không sốt, không vàng da. Không vàng da thì môi khô mà lưỡi không có dơ. Về thăm khám ngực thì không phát hiện bất thường. Về bụng thì bụng bệnh nhân trướng, di động thêm nhịp thở. Có ba vết mổ là ở hố chậu phải, ở thận vị và ở rốn thì không rỉ dịch. Nghe thì âm ruột thì tăng âm sắc. Còn khám thì khám sờ đông thì phát hiện là cảm giác lộn xộn ở vùng hông trái, thì có thể là do bệnh nhân chưa xì hơi được và ruột có bắt đầu đang hoạt động lại. Sờ được cái gì? Lộn cảm giác nó lộn xộn. Lộn xộn là gì? Đó là gì? Đúng sờ. Không sờ là sao? Không ngủ hay sờ? Đang ngủ. Kêu kêu cái gì? Anh thấy khỏe không anh? Khỏe. Tha lỏng cái bụng, xì hơi được chưa nè? Xì, xì rồi hả? Có gì đâu. Nó chắc không có đi lâm sàng, cái lạ mặt mũi là quất anh nè. Nó sợ cái gì mà lột cột nó không trái, chắc ruột nó tăng vũ động là sao không hiểu. Nha. Giờ trả lời cho thầy biết. Nha, bệnh nhân này có chảy máu ở cái vùng mổ hay không? Chê cái mặt bự như thế rồi. Nha. Có tụ dịch ở vùng mổ hay không? Làm sao biết phát hiện sớm mà nhân có chảy máu vùng mổ hay tụ dịch vùng mổ? Vùng mổ là vùng nào? Mổ là cái nào? Chỗ này gây cắt túi mật. Ừ, túi mật nằm đâu? Túi mật nằm ở chỗ đó đó hả? Cao thế đó hả? Rồi, thì làm sao? Trả lời câu hỏi. Làm sao xác định được bệnh nhân này có chảy máu hay tụ dịch ở vùng mổ hay không? Biến chứng sau mổ là có thể ấn đau vùng mổ, đau tăng, đau không có giảm đau, rồi có vàng da, có sốt. Chảy máu, tụ dịch thì mắc mới gì mà có vàng da? Có liên quan gì đến vàng da đâu? Biến chứng gì có thể giò, bật ra. Gì nữa? Nếu không phải vùng mật mà là thí dụ như là dịch bình thường thôi. Thì ấn sợ thấy đau thì cảm thấy chướng. Thì bệnh nhân này có không? Có chảy máu hay không? Bệnh nhân này bụng cũng chướng nữa. Bụng chướng là chỉ chướng ở dưới là do chưa xì hơi. Ừ. Chứ còn chướng ở đâu, chướng như thế nào với lại mới là chảy máu hay tụ dịch ở vùng mổ? Dạ, ấn đầu vùng mổ cảm thấy dưới bàn tay mình có chướng. Ừ. Đâu? Vùng mổ đâu? Ấn cứ xem đi. Chướng này có không? Có không? Dạ, bệnh nhân chỉ ấn đau thôi mà không có chướng. Chướng là dấu hiệu nhìn, còn sờ thì dấu hiệu nó khác. Mềm mại, có vấn đề gì đó. Không có. Nói chung là ta dùng cái từ mô tả là cái vùng này trống. Nha, nghĩa là mềm mà trống là không có cái gì bên dưới hết. Nha, rồi thôi cũng được. Có học lý thuyết đấy. Mà đúng ra cũng 8-9 điểm, tự nhiên nói một câu đấy, cái chất quốc liền nha, 8 điểm. Tên gì? Dạ, Trình Thị Thanh Mỹ. Ngạc nhiên quá, không biết sao, tắt đi.